Ôi, các bạn, mình đang đứng ở ngõ Nam chờ Thủ Đức nè, giờ mình sẽ qua lại ngoài xem nha. Ở đây sẽ là rẽ vào kho bằng căng nha các bạn, còn phía trước nó sẽ là Tôn Ngọc Văn này, đó hướng cái hướng thẳng này đó, còn cái hướng này là cái đường mà Lê Văn Inh các bạn, đường mà đi ra kho bằng căng mà cái đầu kia đó đó, hai cái đường trong sau ngay chỗ tụ đèn nha các bạn, khó thấy mà tại tụ đèn nó có một đường hay một chiều á, hai đường trong sau với nhau, mỗi đường là mỗi chiều qua lại. Còn chỗ đây là sẽ là cái đường mỗi ngang người ta đang đi xuống nè. Đó các bạn, còn cái này đụng trên này đó, các bạn thấy cái phòng tay nãy không, em mình đứng ngay đó, bây giờ mình đang đi lên một tí này. Chỗ này cũng gọi là chợ đất nha các bạn, nguyên một khu luôn và chợ đất, nhưng mà chỗ này ta sẽ bán đồng hồ, mấy cái đồ dùng dân dụng á, chứ không phải đồ ăn. Ngay chỗ cái phần mà chỗ mà trắng trắng, các bạn thấy toàn trắng không, nó hai bên cái phòng thay hai cái đường một chiều song song á, là nó bán mấy cái đồ khô, mấy vật dụng trong gia đình, ví dụ như thao, ống bơm, rồi chổi này nọ, mấy cái đồ đó, nước uống, rồi có siêu thị Cốt Food nữa, chứ không có bán đồ ăn không cảm nha. Cái đồ ăn á là nó trong, nó nằm trong đường Hồ Văn Tư á, thì đó là chỗ rất luôn, và bán đồ ăn rau quả trái cây là trong cái đường Hồ Văn Tư hết nha các bạn. Đây là cái mặt ngoài thì không bán đồ ăn. Nhiều bạn mà chưa đến khu đất á thì không biết cái này. Đó, giờ mình qua lại các bạn xem này. Đây nó có một giống như một chung cư á, nhỏ nhỏ. Ở ngoài thì có những tiệm rửa xe và những quán ăn. Và có cây xăng nha các bạn. Ngân hàng Techcombank rồi có ở đây luôn nha. Đó, các bạn thấy trước không? Ở trước có một cái tiệm Lotte Gia nữa.